tạ ơn Chúa sáng nay ngày ăn nghỉ thánh. Chúng ta cũng tôi con cũng là theo sự dẫn của lời Chúa quay về đây để ra mắt tôn vinh thờ phượng lời khen và cảm tạ ơn. Tôi cũng rất được vinh dự một sư quản nhiệm mời hai thế cho ông chia sẻ lời Chúa sáng hôm nay. Thì theo lệnh của tôi tới Chủ nhật cuối tháng 9 này đến phiên tôi chia sẻ. Nhưng hôm nay ông đi thi hành mục vụ tổng đương hội tại học thánh Phú Lâm, nên tôi đến đây hay cho này đất của Chúa chia sẻ lời Chúa cho toàn thể quý bà anh chị em. Trước khi tôi nói lời của Chúa cho anh em, các anh em hơi ngạc nhiên thì vào nhà thờ thấy một sư thường đứng trên tòa giảng để công bố phúc âm. Nhưng sao hôm nay lại thấy tôi ngồi ở bàn truyền thanh? Lý do nhà truyền đạo đã nói trong sách truyền đạo đoạn 12 từ câu 5 đến câu 7 có mấy cụm từ chính với tôi. Thứ nhất, kẻ giữ nhà run rẩy. Kẻ giữ nhà đó là đôi chân run rẩy, bởi vì đôi chân có vấn đề cho nên không đứng vững được, làm sao giữ cái cả cái bô đì thân thể của chúng ta đây, nên kẻ giữ nhà run rẩy. Trong xem qua cửa sổ đã làng mắt, 79 tuổi đời đã phẫu thuật 2 lần con mắt, lần sau cùng ngày 1 tháng 8, 1 tháng 6 tại bệnh viện mắt Sài Gòn. Những tưởng sẽ được sáng chút đỉnh, nhưng trước khi phẫu thuật thì mắt trái còn 0.5/10, mắt phải 1/10. Kết quả phẫu thuật mắt trái hoàn toàn mù, không còn thấy gì. Vì tê liệt thần kinh mắt và bạc cát. Còn mắt trái, mắt phải mang kiếng vô thêm được 2 nữa là 3. Nên bây giờ tôi chỉ đọc chữ bằng mắt phải, còn mắt trái để đó chân làm kiểm cho chung. Dù vậy thì cũng còn đọc được Kinh Thánh to mà một sư Lê Công Quý đã làm những năm trước. Các ông biết, ông cũng sẽ kém thị và nhiều con cái của Chúa. Do đó mà mắt trong xem qua cửa sổ đã lạc mắt. Tôi nói lý do tại sao 2 chân tôi đứng không được. Tôi đi thì cũng hạn chế. Nó cứ sụp xuống mất cứ lúc nào. Vào ngày 8 tháng 3 đang đi bộ trong chung cư thì đôi chân tôi sụm xuống đường. Cái đường đó có nhiều cát đá sỏi nhựa và nó làm chấn thương phần mềm rất nặng, phần xương mông chài của đầu gối cũng bị tổn thương, cả hai đều bị như thế. Cái việc nó đi lại bây giờ rất là khó. Cả những ngày 8 tháng 3 bị một trận, nhưng mà tới ngày 19 tháng 5 tiếp tục một lần nữa ở trong nhà chứ không phải ở ngoài, đi bộ hết dám đi bộ rồi, và sụp bánh chè một lần nữa trên cái giọng và quá nặng nề trên thân thể vật lý của tôi và đôi chân. Do vậy mà đôi chân của tôi bây giờ đi không hẳn hoi như Kinh Thánh đã muốn, đứng không vững vàng, ngồi thì tốt hơn. Tôi trong cầu nguyện cao ba lần của Chúa. Năm nay gặp hội thánh Trời Ngọt cầu nguyện Chúa. Đáng chứng nhận tới tôi cũng giảng tại nhà thờ Nguyễn Tri Phương, cũng vị trí giống như vậy là còn. Chiều nhận tới cũng gặp ban lão niên thân kính của tôi tại Sài Gòn,
cũng giảng, cũng rồi tiếp tục tuần tới nữa đi Biên Hòa cũng phải giảng rồi. Tóm lại, kể từ ngày 8 tháng 3, phụ nữ dùng lên tôn dân tôi bị hạ xuống. Đến nay thì hoàn toàn giảm rồi. Thế nên anh em thông cảm cho cái việc tôi tới có Chúa ngồi để chăm ăn là chúng ta. Tiếp tưởng, quý vị là ngồi để nghe, tôi cũng ngồi để giảng thì rất là công bằng đầu tiên. Phải không? Không có gì bất công. Bây giờ nếu buộc tôi phải lên tờ giảng đó thì Kinh Thánh nói đó là người già sợ sẽ khi lên cao và hãi hùng lúc đi đường không dám lên đó thì quá sợ, nên ngồi đây thì quá sung sướng và vui vẻ để trao ơn lời Chúa cho chị em. Một lần nữa cảm ơn ông mục sư quản nhiệm ban sự chấp sự đã cho phép tôi ngồi. Nếu cuối tháng không thấy muốn tôi ngồi nữa thì tôi sẵn sàng hồi lịch, không gì trở ngại hết. Nên tuổi cao sức yếu nhưng mà còn chút định thời gian để mà học Chúa. Ngũ tạng lục phủ thì ok, nhưng mà tứ chi thì nó có vấn đề đến thế. Nên em thêm là cầu thai để Chúa chúc phúc cho tôi trong những thời gian còn lại cuộc đời. Xin giúp đỡ cái thầy nhân. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, vẽ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Ngày Cơ Đốc giáo dục của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, riêng Thánh Sài Gòn chọn câu Kinh Thánh đó rất là quý báu, tuyệt vời. Chỉ có Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời mới được Đức Chúa Trời soi dẫn. Soi dẫn có nghĩa gì? Soi sáng cho người viết Thánh Kinh, dẫn dắt cho người viết Thánh Kinh đúng theo sự cảm thúc của Thánh Kinh Đức Chúa Trời mà không sai để trở nên vô ngộ. Soi dẫn cũng có nghĩa là hà hơi. Hà hơi là sao? Đức Chúa Trời lấy bụi đất gắn lên hình người, Ngài hà sinh khí vào lỗ mũi thì loài người đã nên một loài sinh linh. Nghĩa là hà hơi tức là truyền đạt sự sống bất diệt vĩnh cửu của Ngài trong lời Kinh Thánh, trong con người để được sự sống vĩnh cửu. Do vậy mà trước giả thơ Hebrew đoạn 4 câu 12 đã khẳng định rằng vì lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tuyển, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng của người ta. Do Chúa soi dẫn, do Đức Chúa Trời hà hơi, nên lời Đức Chúa Trời là lời sống, có giá trị cao tuyệt vô cùng, không có lời nào bằng, không có ai có thể sánh bằng cho Đức Chúa Trời cao cả của chúng ta. Người Á Rập có một câu tục ngữ nói liên quan đến lời của Chúa cao việt như thế là Thượng Đế, họ thường gọi là Đức Allah, mình gọi là Đức Chúa Trời. Thượng Đế thấy con kiến đen bò trên hòn đá đen trong một đêm tối đen. Con kiến đen giờ nó bu trên người tôi thì tôi chẳng thấy, nhưng mà nghe ngột ngột thì có. Nhưng mà lại con kiến đen nó bò trên một hòn đá đen những nằm trong một đêm tối đen, làm sao chúng ta có thể thấy được? Nhưng Thượng Đế Đức Chúa Trời soi dẫn thấy hết tất cả mọi sự đó. Cho nên lời Kinh Thánh là khuôn vàng thước ngọc
để giúp cho toàn thể đời sống cơ đốc nhân sử dụng làm một công cụ thuộc linh chẩn đoán linh hồn chúng ta, chẩn đoán y khoa bằng X-ray, bằng CT scanner, MRI hoặc bằng PET CT vân vân, để biết thân thể chúng ta đau bệnh ra sao. Còn Hebrew đoạn 4 câu 12 chẩn đoán tâm linh của mỗi chúng ta, bởi vì thấu đâm vào linh hồn chúng ta và phân biệt xem xét tư tưởng và ý định của tâm lòng chúng ta. Nên lời Chúa hết sức là năng quyền và giá trị vô cùng đến thế. Ngày hôm nay là ngày Cơ Đốc giáo dục ban trường nhiệm nhật, đứng lên rất đông nam nữ là những anh chị ông bà có trách nhiệm truyền dạy lời của Chúa cho các lớp trong trường nhiệm nhật, cho các em trong các lớp tuổi về lời của Chúa trong kinh thánh. Bây giờ chúng ta học chủ đề quyền năng của kinh thánh. Cả kinh thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích gì? Bốn điều. Thứ nhất là dạy dỗ. Sự dạy dỗ, dạy dỗ ở đây muốn nói đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các anh chị em ở trong ngành trường nhập hoặc cái đất giáo dục, phải dạy các học viên của mình về lời của Chúa. Và dạy có một từ ngữ đệm tiếng Việt là dỗ, dạy dỗ, nghĩa là dạy bằng một đời sống yêu thương, mềm mại, dịu dàng, nhịn nhục, để có thể lời Chúa thấu thấm vào trong linh hồn của tất cả chúng mình nghe. Nếu mà dạy bằng bạo lực, bằng quyền lực thì không có. Và cái chữ dạy dỗ ở trong kinh thánh này, cái bản kinh thánh NIV là bản dịch mới nhất của thế giới hôm nay, dịch là teaching, nghĩa là thầy giáo và cô giáo. Học trường lớp có bài bản, có giáo trình, có giáo án, có bài dạy, đâu đó đường hòa và thấp lên cao, nhỏ đến lớn, mau lâu và tiến bộ lần hồi với nhau. Sự dạy dỗ đó mới có giá trị về truyền đạt về chân lý của tinh lành cứu rỗi của Chúa, Chúa Thê Giê-xu. Đây là nhiệm vụ cao cả quý báu Chúa giao cho anh chị em trong công tác và tập giáo dục, là những người sử dụng kinh thánh là sự cao quý vô cùng. Chúa đã soi sáng, coi dẫn, Chúa đã hà hơi và chúc phúc cho đồng chúng ta chia sẻ. Có ích điều thứ hai là vẻ trách. Vẻ trách, vẻ trách là cái từ bình dân, nhưng mà cái từ bằng văn tự là khiển trách. Khiển hay là khí, những cái người có thẩm quyền để mới có thể trách thương, trách yêu những người mà có trách nhiệm chia sẻ lời của Chúa. Để có thể vẽ trách hay là khiển trách. Khiển trách để làm gì? Để cho người được dạy bác bỏ những điều sai, đi đúng theo con đường lớn của Chúa. Bởi vì ma quỷ thường thường bẻ cong lẽ thật của kinh thánh. Cho nên người dạy dỗ phải có một tinh thần vẽ cách. Uống nắng, uống là sử dụng một cây tre hoặc một ánh lửa để nó mềm mẻo, mà chúng ta uống cong hay là thẳng theo cái chiều chúng ta uống. Nắng là một miếng đất chúng ta nắng hình con này con nọ con kia, như Đức Chúa Trời nắng cái con người. Và nếu khi còn trẻ mà chúng ta không uống nắng
thì làm sao đến lớn tuổi có thể có lời Chúa trong linh hồn của những người đó được. Có câu nói là tre non không uống dễ chi uống già, thấy không? Tre cái non mà uống thì dễ, nhưng mà khi nó già rồi không uống được, bể liền, gãy liền, bung và hư. Cho nên tuổi chúng ta lớn tuổi và trách nhiệm trong trường của mình để uống nắng các em ở trong lời Chúa, không có thể đi sai trái, không có thể bị uống công lẽ thật và trở thành người đi đúng con đường Chúa muốn đi. Ích lợi thứ ba, ích lợi thứ ba hay là quyền năng thứ ba là sửa trị. Sửa trị có nghĩa là sửa chữa những lầm lỗi của những người mà chúng ta dạy. Mà sửa người đó bằng cách nào? Như nói hồi nãy, dạy mà phải dỗ, chứ không phải dạy bằng bạo lực, bằng bạo lực, bằng roi vọt. Nhưng mà sửa trị đây là sửa trị để đi đúng đường, hiểu đúng lời của Chúa và không còn bị lầm lỗi. Và có thể áp dụng một số kỷ luật yêu thương và những kỷ luật đó trong một cái tầm cỡ giới hạn nhất định để phù hợp với cái người và các giáo viên có trách nhiệm sửa trị. Nhưng căn cứ trên lời Chúa trong Jeremy đoạn 23 câu 28 và 23, Jeremy đoạn 23 câu 29, lời ta há chẳng phải như lửa, lời ta há chẳng phải như búa đập vỡ đá sao? Như vậy là đây có hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất, lời Chúa như lửa có thể thiêu hủy, có thể thôi luyện và có thể làm cho tinh thần trở nên tốt sau khi vào lửa, và khi khỏi vàng đó được chân làm. Tiếp tục mệnh đề thứ hai, lời ta như búa đập vỡ đá chăng? Lòng con người là cứng cỏi hơn mọi vật, xấu xa hơn mọi vật, nhưng lời của Đức Chúa Trời mạnh đủ sức để đập vỡ tan những vật đá, hòn đá, những cục đá. Nói như thế không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng sửa trị bằng lửa để thiêu hủy người ta, lúc nào cũng lấy búa để đập vỡ đầu người ta, không. Nhưng mà đó là những biện pháp thuộc linh, biện pháp cứng rắn mạnh mẽ thuộc linh để người dạy dỗ lời của Chúa có thể áp dụng được. Thế thì lời của Chúa được Ngài soi dẫn, được Chúa hà hơi, được Chúa phúc để trở nên vô ngộ và có ích lợi vô cùng trong sự dạy dỗ, trong sự vẽ cách, trong sự sửa trị mà chúng ta có trách nhiệm phải làm. Ích lợi sau cùng, dạy người trong sự công bình. Dạy người trong sự công bình. Cái dạy dỗ ở trên tôi nói đó là tích trình, còn dưới dạy người trong sự công bình ở đây tất cả bản kinh thánh NIV dịch là training. Training là từ ghép của hai từ ghép của Việt Nam là huấn luyện và đào tạo. Đây là ghép lại hai từ huấn luyện và đào tạo đó, gọi là training theo tiếng Anh thì gọi là đào luyện. Đào luyện cái gì? Là đào luyện để làm gì? Trang bị cho những người dạy dỗ ở trong trường dịch phải được training, phải được đào luyện để trang bị có đầy đủ khả năng chuyên môn mà đến lớp, đến các tổ nhỏ để giải nghĩa lời của Chúa trong kinh thánh. Đó là bốn ích lợi của quyền năng Chúa trong sự kiện thân.
xin đọc một câu kinh thánh trong tiên tri Giê-rê-mi đoạn 23 câu 28. Hãy truyền một mệnh lệnh của tiên tri Giê-rê-mi cho những người dạy dỗ. Câu này tôi xin đọc chuyển đạt cho toàn thể anh chị em giáo viên trường tư nhân, dạy dỗ các lớp trong trường giáo nhân, phục vụ trong ngành giáo đốc giáo dục. Câu đó nói như sau: Giê-rê-mi đoạn 23 câu 28 chép rằng: kẻ nào nhận lãnh lời ta, kẻ nào nhận lãnh lời ta, hãy rao truyền lời ta cách trung tín. Tốt xấu, đẹp hoặc ngược lại, có ích hay là vô bổ, những học viên trường đều do các giáo viên là một người như một người tiên tri Giê-rê-mi đã nói. Kẻ nào nhận lãnh lời ta, hãy truyền đạt lời ta một cách trung tín. Tôi tớ ngay lành trung tín. Nếu mà tôi tớ bất trung thì sẽ bị quăng ra nơi tối tăm khóc lóc và nghi ngờ. Một tôi tớ ngay lành mà trung tín với lời của Chúa đã lãnh nhận thì cả hai người dạy người học thì truyền giảng tin lành là công tác cứu người của hội thánh. Cơ đốc giáo dục là công tác nuôi người của hội thánh. Đó là hai công tác hàng đầu, hai công tác mũi nhọn để chúng ta đâm sâu vào lòng con người, cho người có thể được cảm hóa và tin Chúa, và cho con người có thể được nuôi dưỡng bởi lời của Chúa, lớn lên tầm nước góc dạng trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Nên hội thánh nào lơ là trong công tác này thì hội thánh nó không phát triển, không tiến bộ. Hội thánh nào năng nổ sớm sớm trong công tác này, hội thánh đó nó sẽ lớn lên, có nhiều người tin Chúa, có nhiều người đứng lên để hầu về Chúa, có nhiều người dâng mình ra đi hầu về Chúa, vâng vâng và vâng. Một cụ già đã qua rồi, đem tan, đem mai tán một chỗ xa xôi, mưa gió tiếp rồi không ai đưa đón, chỉ có một đôi người đưa đón mà đặc biệt có một người mặc áo mưa đầu đội đầy đủ trên da trắng để mà đi gần mưa đang đưa đón cụ già đó trong lễ ta. Ta không biết cái người mặc áo mưa đi đâu là ai, nhưng mà khi lễ ta xong thì mọi người ra về, gió thổi mạnh là cái áo mưa người đó bay ra khỏi đầu, khỏi vai và lộ ra ở trên cầu vai cho người đó. Có một quân hàm là trung tướng, té ra thì trung tướng đó hết sức địch cỡ và khó giải ở trong lớp rừng nhật của cụ già đó. Nhưng cụ già đó chuyên tâm bền bỉ lãnh nhận lời Chúa, hết lòng trung tín trao ban lời Chúa, và người trung tướng đó lần hồn lớn lên tầm nước tốt dạng, trở nên người tốt trong hội thánh, một công dân bỏ mực ra đi thi hành nghĩa vụ và trở thành một trung tướng của một binh chủng. Há không phải quyền năng của tin lành mới làm được điều đó sao? Phải. Hãy kết thúc tôi thuộc một câu chuyện ở Phi Châu. Một ngày kia, một nhà thám hiểm của một nước con rối nước ngoài đi đến Phi Châu vào tận một bộ lạc tán ra để mà thám hiểm. Từ đằng xa ông sắp đi tới căn nhà đó, ông thấy một cụ già đang ngồi trước cửa
đọc một quyển sách dày cộm như thế này. Ông càng tiến lại gần, càng tiến lại gần, ông mới phát hiện đó là cụ Kim Thành. Thì chưa có chào hỏi gì hết cụ già đó, chưa có nói một lời nào với cụ già đó, mà khi ông biết đó là quyển kinh thánh mà cụ già đang đọc ở trong một bộ làng bán tay đó, ông phát hiện ra mới nói: cụ ơi, ngày nay kinh thánh quá lỗi thời trên thế giới, không còn ai đọc kinh thánh nữa. Tại nước xứ sở của tôi kinh thánh giấy này mà không ai thèm coi. Cụ già này không nói một lời, đứng lên hồi nhà thánh miễu theo tôi ra sau hè, tôi xem một điều kỳ lạ. Nhà thánh miễu đi theo ra sau hè nhà, không cụ già đó dở cái nắp hầm lên, mời nhà thánh miễu bước tới để nhìn xuống cái hầm đó. Nhà thánh miễu hết sức kinh hoàng, tại sao cái gì ấy chứ? Xương sọ, xương vai, xương tay, xương chân đã liệt nằm ổn ngang ở trong cái hầm đó. Trong cụ đại hầm đó, mời ông thánh miễu ra phòng mới tâm trụ. Ông có biết không, trước đây bộ lạc chúng tôi là bộ lạc vốn dĩ có cái truyền thống là ăn thịt người. Nó đến nỗi chúng tôi đánh chiến với nhau các bộ lạc lân cận, hẳn bắt những người đó về ăn thịt. Và hễ kẻ nào lạ vào đây, chúng tôi sẽ đập đầu kẻ đó trên hòn đá phía trước của nhà này, xẻ thịt nướng ở trên cái lò nướng bên đó. Chúng tôi ăn uống no say, nhậu nhẹt, ca hát nhảy múa vui mừng. Tất cả xương người đó quăng vào trong hầm ở phía sau. Nhưng ông ơi, cảm tạ ơn Chúa vô cùng, các giáo sĩ đã truyền giảng tin lành cho chúng tôi, kêu mời gọi chúng tôi, và chúng tôi đã tiếp nhận Chúa Giêsu là Cứu Chúa của chúng tôi. Các giáo sĩ cũng phát cho chúng tôi mỗi người một quyển kinh thánh cây đọc ở nhà, còn tin lễ là một Chúa tại nhà thờ. Và mỗi ngày tôi đọc quyển kinh thánh này, tôi nói thật với ông, từ nãy giờ nếu không nhờ quyển kinh thánh này có trong bộ lạc chúng tôi thì thịt của ông vô bụng chúng tôi hết rồi, các xương của ông đã nằm ở cái hầm phía sau đó. Nhưng nhờ quyển kinh thánh chúng tôi đã bởi năng quyền của Đức Chúa Trời biến đổi chúng tôi, để chúng tôi không còn ăn thịt người nữa, mà chúng tôi như kinh thánh đó nói, từ tối tâm qua sáng láng, quyền lực của quỷ sẽ tăng và trở về làm con cái Đức Chúa Trời một cách thánh khiết, thánh liêng và trọn vẹn của cha. Nên tôi khuyên ông hãy cảm tạ ơn Thượng Đế, đừng khinh rẻ quyển kinh thánh mà chúng tôi có. Hãy đôi lương một lần chúng tôi đến được nhà thám hiểm hết sức rùng mình lo sợ, chào từ giả một cách mau mắn để ra đời. Bởi vì nếu không có kinh thánh đó thì không kẻ nào thoát khỏi cái sự chết cho bộ lạc anh hùng. Thưa anh chị em thân mến, quyền năng của kinh thánh, quyền năng của lời Chúa biến đổi cả đời sống của con người hết sức là ghê gớm. Trong bộ lạc anh chị em xưa kia tại Kim Châu hôm nay.